trồng linh chi treo dây hay làm giàn, ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội chọn cách trồng linh chi trên nền nhà. Với diện tích 50m², ông Lợi trồng khoảng 2.000 bịch nấm. So với phương pháp trồng trên giàn thì số lượng bịch nấm giảm đi 4 lần. Tuy nhiên, nấm linh chi ra đồng đều, cánh nấm tròn đều và có màu sắc đẹp. Cái trồng nấm linh chi này thì tôi đã làm rất nhiều phương pháp, tức là trồng trên giàn. Thì đối với xích chi này thì là cái thu hoạch, khi đến thời kỳ thu hoạch thì nó rất là khó khăn về cái thu hoạch. Thế thì tôi trồng dưới nền này thì là nó thu hoạch nó thuận tiện và chăm sóc nó cũng thuận tiện hơn. Thì mỗi cái ưu việt nó khác nhau. Tất nhiên thì có thể là mình làm lên giàn đối với linh chi thì cũng tăng được diện tích không đáng kể so với để nền. Khi chăm sóc nấm linh chi, ông Lợi thường đảo các bịch nấm trong ra ngoài, ngoài vào trong. Theo ông, việc đảo nấm như vậy để kiểm tra nấm bệnh và côn trùng gây hại. Đồng thời, việc chăm sóc các bịch nấm dễ dàng hơn. Trong khi đó, nấm trồng theo giàn hoặc treo dây thường khó di chuyển, độ ẩm cung cấp cho nấm cũng không đồng đều. Những bịch nấm gần nền do được cung cấp đủ ẩm nên phát triển tốt, càng những bịch nấm phía trên sẽ bé hơn. Khi đảo nấm, ông Lợi nhẹ nhàng, tránh làm vỡ hoặc làm rách túi, vì đây có thể là điều kiện để nấm bệnh xâm nhập vào bịch nấm. Nói chung thì là không nên làm trên nền đất, vì nền đất là sinh ra nấm mốc của nó rất là cao. Thế thì là tốt nhất thì làm trên nền bê tông và nền gạch lát đá hoa là tốt nhất. Nấm linh chi ưa ẩm nhưng không chịu được úng. Điều kiện phát triển tốt của nấm ở nền nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Do đó, nơi trồng nấm phải sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Độ dốc nền nhà từ 5 đến 7 độ như thế này sẽ giúp cho nền nhà luôn khô thoáng, không để đọng nước làm hỏng các bịch nấm. Ngoài ra, để hạn chế các nấm bệnh gây hại, ông Lợi sử dụng báo cũ để bịt cổ bịch nấm. Khi nấm phát triển quả thể, sẽ dễ dàng đâm xuyên qua báo mà không bị bất cứ sự tổn thương nào. Khi trồng linh chi này là mình lên bọc báo để mình loại trừ tất cả các loại nấm mốc và các loại vi khuẩn khác không lọt vào trong cái bịch nấm này. Thế thì có tác dụng của cái bọc báo là rất là hiệu quả. Nếu như mình không bọc báo thì ví dụ là như những con dĩn rồi con muỗi thì nó sẽ xâm nhập vào trong bịch, nó sẽ phá hủy cái nguyên liệu trong này. Thì phá hủy thì là nấm sẽ không ra được. Do nhu cầu dinh dưỡng của nấm linh chi cao hơn các loại nấm sò, nấm rơm. Do vậy, cơ chất để trồng nấm linh chi được ông Lợi sử dụng là mùn cao su hoặc mùn gỗ mít. Do mùn cao su, mùn gỗ mít có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp cho cây nấm linh chi phát triển tốt, cho sản phẩm chất lượng cao. Giá của một tấn nguyên liệu khoảng 1,4 triệu đồng. Cứ một tấn nguyên liệu cao su, ông Lợi làm được 1.000 bịch nấm. Đảm bảo về cái kỹ thuật để trồng nấm linh chi thì yêu cầu cái kỹ thuật nó rất cao. Vì từ xử lý nguyên liệu và phối trộn các cái chất dinh dưỡng thì gồm có mùn cưa, cao su và 7% là mùn lim và 5% là bột gạo và đậu tương nghiền nhỏ đó. Ông Lợi sử dụng giống linh chi xích chi của Nhật Bản để trồng. Ông cho biết giống nấm này có hàm lượng dinh dưỡng đạt gần 0,3%, còn các loại linh chi khác chỉ đạt 0,06%. Thời gian trồng nấm linh chi bắt đầu từ tháng 12, tháng 1, tháng 2 và kết thúc vụ thu hoạch vào tháng 10 hàng năm. Vào mùa đông lạnh, linh chi không phát triển được, vì vậy ông Lợi trồng nấm rơm. Sau một kỳ thu hoạch của tôi là tôi thu hoạch được 5 lứa. Thế lứa đầu tiên thì bao giờ nó to, và lứa thứ hai là nó sẽ bé dần, và lứa thứ ba nó sẽ bé dần. Nếu tôi tính tươi ấy, là chúng tôi là từ 28 đến 32 cánh nấm này là tôi được 1 ký tươi. Thế thì cứ 3 ký tươi là tôi được 1 ký khô. Hiện tại gia đình ông Lợi đang thu hoạch nấm linh chi đợt 2. Tiếp đây, ông sẽ tiếp tục thu hoạch thêm 3 đến 4 lần nữa. Từ mô hình này, mỗi năm ông Lợi có thu nhập gần 100 triệu đồng. Để đầu tư cho mô hình trồng nấm linh chi không tốn nhiều chi phí, bà con có thể tận dụng các xưởng sản xuất cũ để làm. Tuy nhiên, trồng nấm linh chi đòi hỏi có kỹ thuật trồng và chăm sóc rất cao,
Vì vậy, trước hết bà con cần nắm vững kỹ thuật và tìm đầu ra cho sản phẩm.